To break the buổi tập thứ hai của đội tuyển Việt Nam. Tại sao huấn luyện viên Chusie đưa Công Phượng sang đội U23? Tối ngày 14 tháng 3 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Hà Nội, huấn luyện viên Chusie và đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ hai trong đợt hội quân chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đây cũng là buổi tập mà huấn luyện viên Philip Chusie có đủ toàn bộ quân số ở đợt hội quân lần này. Sau khi nhóm cầu thủ vừa tham dự loạt trận cúp quốc gia ngày 13 tháng 3, đã có mặt trong ngày hôm nay. Giống như các đợt hội quân trước, giai đoạn 1, 2 ngày đầu là giai đoạn kiểm tra và đánh giá phong độ, thể lực các cầu thủ được triệu tập, nên huấn luyện viên trưởng Philip Chusie đã hợp chung lực lượng đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia tập luyện cùng nhau. Ở sân 1, Công Phượng, Thành Trung, Hùng Dũng và nhóm cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã hội quân từ ngày 13 tháng 3 được chia thành một nhóm tập luyện chung với các đàn em U23 Việt Nam. Do đã trải qua các bài test ở buổi tập hôm qua, nên nhóm này được huấn luyện viên Philip Chusier rèn kỹ hơn các nội dung về phối hợp nhóm, hoạt động với cường độ cao. Nhà cầm quân người Pháp cũng liên tục có những chỉ dẫn sát sao để các học trò thực hiện chuẩn xác những yêu cầu mà ông và ban huấn luyện đề ra. Trong khi đó, tại sân 2, do mới trải qua thi đấu vào tối qua và vừa mới lên hội quân vào hôm nay, nên các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội như Quang Hải, Tấn Tài, Thể công Việt theo như Đức Chiến, Hoàng Đức, cầu thủ đội Bình Dương như Tiến Linh. Chủ tập tập các bài hồi phục dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Cedric Roger. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với mật độ 2 buổi trên ngày, trong đó buổi sáng tập gym và buổi chiều rèn đấu pháp. Đội tuyển sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng ngày 19 tháng 3 và sẽ có thêm 2 buổi tập tại Jakarta trước khi bước vào trận lượt đi gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 21 tháng 3. Trước đó, tối ngày 18 tháng 3, Huấn luyện viên Philippe Chusie sẽ tiến hành chốt danh sách đội tuyển xuống còn 28 cầu thủ. Dự kiến, đích thân huấn luyện viên Chusie sẽ được ghi hình để đích thân ông công bố danh sách này. Cùng ngày, ông Trần Anh Tú, phó chủ tịch VFF, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Indonesia cho biết, lãnh đạo VFF đã cùng huấn luyện viên trưởng Philippe Chusie đã có buổi gặp gỡ, trao đổi kế hoạch của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có thể thấy lực lượng của Việt Nam gặp khó khăn khi nhiều cầu thủ chấn thương. Thực tế Huấn luyện viên chu Chusie cũng đã xác định ở thời điểm sau Asian Cup 2023 đội sẽ gặp những khó khăn về lực lượng do chấn thương. Bù lại, VFF và huấn luyện viên trưởng Philip Chusie đánh giá rất cao tinh thần của các tuyển thủ được gọi tập trung. Trải qua các giải đấu, ông Philip Chusie rất tin tưởng vào ý chí, nghị lực của các cầu thủ và sẽ có giải pháp để vượt qua tình thế khó khăn hiện tại. Về phía VFF, ngoài sự hỗ trợ chuyên môn, Thường trực Ban chấp hành VFF cũng đã chỉ đạo bộ phận chức năng chuẩn bị chu đáo các công tác hậu cần. Cử trưởng phòng các đội tuyển quốc gia trực tiếp sang Indonesia tiền trạm các điều kiện ăn ở, sân tập và di chuyển. VFF cố gắng chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi của đội sang Indonesia khởi hành vào ngày 19 tháng 3 tới, chủ động giải pháp ứng phó trước những vấn đề có thể phát sinh. Sau khi chân sút yêu thích Tuấn Hải không thể tập trung đội tuyển Việt Nam vì chấn thương, huấn luyện viên Philip Chusier đã gọi thêm cho đủ 6 tiền đạo cho hai trận gặp Indonesia gương mặt trẻ Nhâm Mạnh Dũng được xem là người thay thế Tuấn Hải ở lần hội quân này. Bên cạnh sự tái xuất của công phượng, tài năng nhỏ Đình Bắc, Văn Tùng, cùng hai chân sút kỳ cựu tiến linh, Văn Toàn. Lặng lẽ trong thời gian khoác áo Pau FC Pháp và mất hút khi mới trở lại V-League, tiền vệ Quang Hải gần đây đã cho thấy sự phục hồi của mình với những bàn thắng ấn tượng. Cầu thủ của Công an Hà Nội bất ngờ dẫn đầu danh sách cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất V-League với 5 lần sút thủng lưới đối phương. Dưới thời huấn luyện viên Chu chú trọng về phong độ Quang Hải không phải là cái tên gây chú ý. Tuy nhiên, những màn trình diễn của tiền vệ thuận chân trái đã ghi dấu ấn trở lại và Quang Hải nổi lên như một giải pháp cho huấn luyện viên Chu Xie giải bài toán bàn thắng từ tuyến 2. Ở Hàng Công, một năm cầm quân của huấn luyện viên Chu Xie, qua các trận giao hữu và thi đấu chính thức hai trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, tiên đạo Tiến Linh không phải là cái tên số một trong đội hình. Cầu thủ của B Bình Dương cũng bất ngờ bị chấn thương nên không góp mặt tại ASEAN Cup hồi tháng 1. Và khi ông Chu Xie không có Tuấn Hải, thật khó tìm người đá chính trên hàng công nếu không phải là Tiến Linh. Bất chấp huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức nhiều lần chê bai Tiến Linh như một liệu pháp để kích thích lòng tự ái giúp tiền đạo Bê Bình Dương năng nổ hơn, nhưng đến giờ không ai phủ nhận anh vẫn là chân sút đội có năng lực. Rất may sau chuỗi thời gian dài tịt ngòi, Tiến Linh đã dần lấy lại cảm giác săn bàn cho mình, với hai bàn trong trận thắng sông Lam Nghệ An, để chen chân vào top cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất, với tổng cộng 4 bàn sau 13 trận cũng không có tiền đạo Việt Nam nào hơn Tiến Linh ở cái duyên phá lưới Indonesia khi anh từng có 4 lần ghi công tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 và AFF Cup 2022. 18 bàn sau 43 lần khoác áo đội tuyển quốc gia là con số ấn tượng của Tiến Linh có thể giúp anh chiếm một suất chơi khi tái ngộ Indonesia và năm tiền đạo còn lại sẽ cạnh tranh gay gắt với nhau để tìm chỗ đứng. Có một thời cặp song sát công phượng văn toàn, nổi đình nổi đám trên truyền thông khi mới 19 tuổi trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, dù thực chất sự tương tác giữa họ không tạo ra nhiều bàn thắng như lời đồn. Mười năm qua, cả hai cựu cầu thủ của Bầu Đức không dễ dàng xoay sở trong màu áo những đội bóng mới. Như hiện tại Văn Toàn mới ghi 3 bàn cho Nam Định sau 13 trận, còn bản thân Công Phượng không có cửa ra sân ở G-League 2 trên đất Nhật. Ông Chu Chusie hay bất cứ huấn luyện viên nào cũng thường yêu mến lối chơi cực kỳ nhiệt tình của Văn Toàn, nhưng tiếc cho cầu thủ này khi tốc độ, sự nhạy bén luôn là thế mạnh và ngược lại khả năng ghi bàn vẫn là một điểm trừ trong mắt ông thầy người Pháp. Văn Toàn luôn là chọn lựa cần của đội tuyển kể cả khi ra sân từ ghế dự bị, nhưng để nổi bật trong vai trò của một sát thủ thì chưa. Điểm nhấn bàn thắng có lẽ là nỗi dây dứt nhất của Văn Toàn, dù trận nào anh cũng chạy điên cuồng từ khi vào sân cho đến lúc hết pin. Tính đến giữa tháng 11 năm ngoái, bàn thắng vào lưới Philippines là lần đầu tiên Văn Toàn ghi bàn sau 330 ngày thịt ngòi trên đội tuyển. Nhưng nếu tính kỹ hơn, Công Phượng mới là một ca khó xử của huấn luyện viên Chu Hơn một mùa giải khoác áo Yokohama từ giải vô địch quốc gia Nhật đến khi rơi xuống G-League 2, anh vẫn chưa thể thuyết phục huấn luyện viên cho khả năng thay người, đủ thấy sự nhọc nhằn ngoài sức tưởng tượng của chính Công Phượng. Rất may là huấn luyện viên Chu trong bối cảnh thiếu tiền đạo giỏi như trần tình của ông sau ASEAN Cup đã nhớ đến Công Phượng và cho anh thêm một cơ hội. Bản lĩnh và sự từng trải của cựu chân sút Hoàng Anh Gia Lai như vốn quý giá nhất của công phượng so với các đàn em trên tuyển. Lẫn sự ưu ái của huấn luyện viên Chu Xie khi sang tận Nhật đưa về chính là điểm cộng cho anh chiếm ưu thế ra sân. Sự cạnh tranh khắc nghiệt hơn để trụ lại đội tuyển là cuộc chạy đua của ba tiền đạo trẻ có ít thời gian hoặc không được thi đấu ở câu lạc bộ. Đinh Bắc vừa trở lại sau hơn một tháng bị kỷ luật đội bộ ở câu lạc bộ Quảng Nam. Văn Tùng thường đá vài phút cuối nếu Hà Nội có thế trận và tỷ số thuận lợi, tương tự Nhâm Mạnh Dũng trong màu áo Việt theo. Thời gian qua đội tuyển Indonesia tăng cường đến khoảng 10 cầu thủ nhập tịch để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Điều đó có thể thấy họ rất quyết tâm, nhất là trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều ca chấn thương. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần tốt, cộng thêm sự chuẩn bị chú đáo nên VFF rất tin tưởng vào ban huấn luyện và toàn đội. VFF cũng xác định mục tiêu cuối cùng là phấn đấu giành vị trí nhì bảng, đảm bảo xuất đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Vì vậy kết quả của hai trận đấu với Indonesia sắp tới sẽ quyết định đến sự sống còn của tuyển Việt Nam. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và ủng hộ HNTV News. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.